di truyền y học là một bộ phận của di truyền học người chuyên nghiên cứu phát hiện các nguyên nhân cơ chế gây bệnh di truyền ở người và đề xuất các biện pháp phòng ngừa chữa trị ở cấp độ nghiên cứu có thể chia các bệnh di truyền ở người thành hai nhóm là bệnh di truyền phân tử và các hội chứng di truyền liên quan đến các đột biến nhiễm sắc thể thứ nhất là bệnh di truyền phân tử là những bệnh di truyền được nghiên cứu cơ chế gây bệnh ở mức độ phân tử Nguyên nhân chủ yếu là do đột biến gen gây nên. Ví dụ như bệnh bạch tạng, phenylketonuria là do đột biến gen lặn trên nhiễm sắc thể thường. Mù màu, máu khó đông là do đột biến gen lặn trên nhiễm sắc thể giới tính ít. Dính ngón 23, túm lông ở vành tai do đột biến gen lặn trên nhiễm sắc thể giới tính y. Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm do đột biến gen trội trên nhiễm sắc thể thường. Mức độ nặng nhẹ của bệnh tùy thuộc vào chức năng của từng loại protein do gen đột biến quy định. Allen bị đột biến có thể hoàn toàn không tổng hợp được protein, tăng hoặc giảm số lượng protein hoặc tổng hợp ra protein bị thay đổi chức năng dẫn đến làm rối loạn cơ chế chuyển hóa của tế bào và cơ thể. Ví dụ, bệnh phê-nin-kê-tô-niệu do đột biến gen mã hóa enzyme xúc tác chuyển hóa axit amin phenylalanine thành tyrosine. Khi ăn thức ăn có axit amin phenylalanine vào trong cơ thể, một gen qua phiên mã và dịch mã tạo enzyme chuyển hóa phenylalanine thành tyrosine. Tuy nhiên, khi gen bị đột biến, không tạo ra được enzyme có chức năng. Vì vậy, phenylalanine không được chuyển hóa thành tyrosine và axit amin này bị ứ động trong máu chuyển lên não gây đầu độc tế bào thần kinh làm bệnh nhân bị thiểu năng trí tuệ dẫn đến mất trí bệnh có thể được chữa trị nếu phát hiện được bệnh sớm ở trẻ và bệnh nhân tuân thủ chế độ ăn kiêng với thức ăn chứa phenylalanine ở một lượng hợp lý